Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ dại hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, được thần Phật thương tình, các tinh cao chiếu, vượt qua khổ ải, tránh được tai ương, cải vận phát tài. Trong tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, nếu biết bí mật này. Dân, quý mệnh chủ tuổi Mậu Tuất kính mến. Cuộc sống là một chặng đường dài vô tận, đầy thử thách và khó khăn. Những người lớn tuổi như Mậu Tuất có thể cảm thấy lo lắng vì không biết phải làm gì để tiếp tục bước trên con đường này. Những mệt mỏi, bệnh tật và sự mất mát của bạn bè khiến bản mệnh không khỏi bất an và lo sợ về tương lai. Tuy nhiên, trong tháng 9 âm năm 2024, nhờ ăn ở hiền lương, đức năng thắng số, tuổi Mậu Tuất được thần tài ban cho lộc lớn, bù đắp lại những mất mát phải gánh chịu suốt thời gian qua. Những cơ hội vàng sẽ đến với mệnh chủ, giúp bạn tìm thấy hướng đi phát tài và bình an suốt quãng đời còn lại. Cuộc sống của Mậu Tuất sẽ trở nên giàu có và may mắn trên nhiều lĩnh vực, công danh sự nghiệp vững vàng, gia đạo bình an, sức khỏe như thần, mọi điều viên mãn. Vậy những cơ hội nào sẽ đến với người tuổi Mậu Tuất? Mời các bạn xem video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 9 âm lịch của cô bác tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, quý cô bác hãy cùng Minh Đường tử vi điểm qua đôi nét về tính cách người tuổi Mậu Tuất, có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Mậu Tuất thường thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người, cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết, và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng yêu mến. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ. Khi xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt, nên họ thường chỉ có thể nói ra rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Nữ giới tuổi Mậu Tuất thường có tính cách khá mạnh mẽ, không thích hợp với vai trò nội tướng trong gia đình. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ hưởng phúc đức tốt, tốt số và có thể sẽ được giàu sang. Nếu không được sao tốt tương trợ, tuy họ có được danh tiếng tốt, nhưng thường không ổn định, nguyện vọng và kế hoạch đã định ra sẽ khó mà thực hiện được. Người tuổi này có tính tình ôn hòa, mềm dẻo, dễ gần nhưng nhiều khi yếu đuối nhu nhược, thiếu đi cá tính và màu sắc của bản thân. Khi tiếp xúc ta thấy họ dễ gần, dễ mến, nhân hậu lịch thiệp, mong ước có một cuộc sống giản dị bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Mậu Tuất muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, thì tuổi Mậu Tuất có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh là những người giỏi ngoại giao, hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con người trong mắt mình vậy. Dứt khoát và quyết đoán là phong cách hành động thường thấy ở người tuổi Mậu Tuất. Khi cân nhắc các vấn đề quan trọng trong cuộc sống, họ sẽ dùng đến lý trí thay vì tình cảm. Họ tự tin với kỹ năng và kiến thức của bản thân, nên sẽ không ngần ngại đưa ra những quyết định mạo hiểm. Lòng tự tôn của những người tuổi Mậu Tuất rất cao, nên họ không bao giờ dựa dẫm vào người khác. Trên thực tế,
Đặc điểm tính cách này là con dao hai lưỡi, khiến họ trở thành những kẻ sĩ diện. Những người tuổi này rất quan tâm tới cái nhìn của người khác đối với bản thân mình, nên hành động của họ đôi khi sẽ bị chi phối bởi dư luận đám đông. Nhược điểm trong tính cách của những người tuổi Mậu Tuất là tính háo thắng bốc đồng để gây ấn tượng với người khác. Họ thậm chí còn dám phóng đại tài năng của bản thân một cách khoa trương. Đối thủ của họ có thể dễ dàng lợi dụng yếu điểm này, khiến họ phải nhận lấy thảm bại nặng nề. Để tránh rơi vào bẫy của kẻ thù, họ cần phải học cách giữ tâm trí tỉnh táo trước những lời thách thức. Người tuổi Mậu Tuất quen được sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người, nên đôi khi sẽ tỏ ra kiêu ngạo, ngạo mạn. Chính vì thế họ sẽ coi thường những lời khuyên bảo của mọi người xung quanh. Họ chỉ thích ra lệnh mà không bao giờ muốn nghe sự chỉ huy của người khác. Sự ương ngạnh này sẽ khiến họ tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh không lối thoát. Khiêm tốn là đức tính mà người tuổi Mậu Tuất nhất định phải rèn luyện nếu muốn có được thành công bền vững. Và sau đây, chúng ta cùng đi vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Xem tử vi cho thấy, tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Mậu Tuất và bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh cung dưỡng khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình của bản mệnh. Nhìn chung, bạn tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Tháng này cũng thuận lợi cho những ai đang có mong muốn tìm cơ hội nghề nghiệp mới cho mình. Nếu nơi cũ không nhận, đánh giá cao năng lực và đóng góp của bạn, thì lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi nhé. Con giáp này có thể được quản lý bản thân rất tốt, nhưng họ lại lúng túng khi chịu sự quản lý của người khác. Bản mệnh nên hiểu rằng bản thân mình không hiểu biết tất cả, do đó họ nên học cách lắng nghe từ người khác nhiều hơn. Tháng này có thể thấy, thử thách đối với tuổi Mậu Tuất là họ phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống. Thế nhưng họ vẫn tự tin đón nhận mọi thứ diễn ra với mình, nên có thể nói không có điều gì có thể làm khó được họ cả. Bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Mậu Tuất cũng là lời nhắc nhở để bạn bớt chủ quan, thờ ơ với việc chăm sóc bản thân bấy lâu nay. Có điều xảy ra khiến bạn nhận ra, sức khỏe mới thực sự là món quà quý giá mà bạn đang sở hữu. Ngũ hành tương sinh, hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bản mệnh, giúp bạn luôn yêu thương và trân quý tình cảm của bạn đời dành cho mình. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời sẽ tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hướng cát của tuổi Mậu Tuất. Thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tháng mới của con giáp tuổi Mậu Tuất có rất nhiều năng lượng, do đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong, thì bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy, khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm càng tốt, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập có sự tiến bộ, hoặc gặp may mắn trong học hỏi, thi cử, giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm, vui vẻ. Hẳn bạn sẽ hài lòng với những thành tích của bản thân. Tuy nhiên nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc. Các kỹ năng, khả năng của bạn sẽ hỗ trợ, giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế, bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám bạn từ nhiều tháng nay, hoặc giúp bản thân rũ bỏ những định kiến. Thế nhưng, điểm yếu của con giáp tuổi Mậu Tuất lúc này là bạn đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa, khi không thể hiện bản thân, bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy cơ hội xuất hiện rất nhiều khi có thiên tài ghé thăm tuổi Mậu Tuất trong tháng này. Vì thế, đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa. Bạn phải chủ động, tháo vát lên, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc. Càng làm ăn và kinh doanh, bạn càng cảm thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì. Vì thế hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình. Nhất là với những ai giúp đỡ bạn bằng tiền bạc, thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho không ai cái gì.
Với những người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục, giấy tờ quan trọng. Đừng xem thường những vấn đề pháp lý, vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy. Với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó gia tăng. Nếu ai đó giúp đỡ, hỗ trợ tiền bạc đối với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày, vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn kịp thời được như lần này đâu. Cuối cùng, bạn phải là người tự cứu lấy mình trước, việc giữ một khoản tiền đề phòng khoảng 3 tháng lương của bạn. Đề phòng những khi khó khăn là vô cùng quan trọng, do đó, bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Về mặt tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Mậu Tuất. Những cặp vợ chồng từng giận hờn thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, sợ hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Có những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình với đối phương. Nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý mà thôi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ, kết nối lại với một số người bạn cũ, hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đang bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Về mặt sức khỏe, nhìn chung, chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm trong tháng này đấy. Con giáp tuổi Mậu Tuất nhé. Vì thế, đừng vì bất cứ lý do gì mà lơi là giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng giảm, nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc, thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Lúc này, thời tiết rất khó chịu, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Khi đó bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thất xích bay về phương Tây khuyên bản mệnh đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột. Do đó, bản mệnh đang lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền. Nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ bạn nhé. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm đang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, đúng tháng 9 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, tháng 9 âm lịch năm 2024. Tuần đầu tháng này là một tuần mà sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất đạt được sự phát triển khá rực rỡ. Bạn được thiên ấn và chính quan phù trợ, nên hoàn toàn có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Thành tích của bạn sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và muốn noi theo. Với người tuổi Mậu Tuất, sao Tốt Thái Dương xuất hiện dự đoán bản mệnh sẽ gặp vận may tương đối tốt trong tuần này. Con giáp này có nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân từng ngày. Hơn nữa, bạn còn truyền cảm hứng cho người bên cạnh. Bạn bè xung quanh bạn dường như cũng nhận thức được sự thay đổi này ở bạn và họ sẽ trở nên tự giác và tích cực hơn dưới ảnh hưởng của bạn. Có thể một số đột phá và tiến bộ trong công việc. Bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Dù vậy, bạn vẫn được nhắc nhở nên thận trọng trong quá trình trao đổi công việc. Dù sao trong môi trường nhiều cạnh tranh, ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân đầu tiên. Không phải ai cũng đối xử tốt với bạn bằng cả trái tim và tâm hồn. Vận tài lộc cũng tương đối suôn sẻ, nhưng hãy cẩn thận, đừng đầu tư quá mạnh tay, vì hung tinh thiên quan vẫn có thể gây sóng gió bất chợt. Thời điểm này, bạn nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình vốn đang làm tốt, phát huy trên cơ sở sẵn có, hạn chế mở rộng hay dấn thân vào lĩnh vực mới hoàn toàn. Về mặt tình duyên, bạn sẽ có sự tương tác và thấu hiểu tốt hơn với người kia của mình, mối quan hệ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Đối với những người muốn kết hôn, sinh con hoặc thoát khỏi tình trạng độc thân, sẽ có những vận may đến đúng lúc. Cẩm đang dượng vận: quý nhân Dần, Mão, tiểu nhân Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số phát tài: 16, 89, 12. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Tuất,
sinh năm 1958, tháng 9 âm lịch năm 2024. Những người bạn tuổi Mậu Tuất sẽ có vận khí tương đối ổn định trong tuần này, nhờ sao Thiên Đức nhập mệnh. Cuộc sống của bạn có những thay đổi tích cực và những tin tức tươi mới cũng sẽ lên theo đó. Bạn nên cho mình cơ hội thư giãn vào cuối tuần này, dù đi du lịch hay ở nhà. Vận trình sự nghiệp tuần này tương đối ổn định và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, những người tuổi Mậu Tuất chớ nên để bản thân chìm trong cảm giác thoải mái này quá lâu. Các bạn sẽ đánh mất ý chí chiến đấu và trở nên thụt lùi. Hãy luôn đôn thúc bản thân tiến về phía trước. Thu nhập tài chính sẽ tăng lên tương đối, nhưng hãy chú ý tiêu dùng hợp lý. Những người sinh năm 1958 có thể học thêm các kiến thức về đầu tư, theo dõi nguyên tắc của thị trường, nâng cao tỷ lệ đầu tư thành công, cũng như là tăng cường tích lũy tài sản cho tương lai. Làm một hưởng 10, làm chơi hưởng thật, nên càng về cuối tuần, con giáp này càng có thu nhập cao. Mậu Tuất ăn chơi cũng giỏi, nhưng kiếm tiền cũng không thua kém ai. Chính vì quá được lòng thiên hạ, để rồi có kiếm được nhiều, cũng chẳng ai dám xăm soi tiền của bạn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thân, ngọ, tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Con số phát tài, 78, 09, 68. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, tháng 9 âm lịch năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho biết, chỉ số hung vận, lấn át cát vận, báo hiệu người tuổi Mậu Tuất sẽ có một tuần bận rộn, vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Mậu Tuất vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong thời gian này, tuổi Mậu Tuất được giải thần cát tinh nâng đỡ, sức mạnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, quá hung thành cát, nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của người tuổi Mậu Tuất cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó, nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Tuất bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân, vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, dậu, mùi, tiểu nhân, thìn, tửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 87, 02, 53. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, tháng 9 âm lịch năm 2024. Trong tuần có thiên đức các tinh chủ về sự thăng quan tiến chức, soi đường dẫn lối, người tuổi Mậu Tuất sẽ nhận được nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý, cơ hội không đến từ những gì dễ dàng, bản mệnh cần phải cố gắng hết sức mình thì mới có thể thành công. Đầu tuần có chút rắc rối nhỏ, con giáp này biết điều chỉnh thái độ làm việc của mình thì mọi sự sẽ thêm phần suôn sẻ. Làm việc tùy tiện theo cảm hứng không phải là phong thái của một người thành công. Những chuyện tuy nhỏ nhưng có thể có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Về đường tài lộc, đầu tuần có chính tài nâng đỡ, nguồn thu chính khá ổn định và dồi dào, song tới cuối tuần có kiếp tài giáng họa. Bản mệnh cần cẩn trọng trong chi tiêu, tránh để cảm xúc quá cao mà không tìm được lối xuống, tiêu xài hoang phí, dùng tay quá tráng. Lúc này thời tiết rất khó chịu, thời điểm cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài, khi đó bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thất xích bay về phương Tây Nam, khuyên bản mệnh cần đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột. Do đó, bản mệnh nên lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, tỵ, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số phát tài, 02, 73, 58.
nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, câu chuyện về sự bảo thủ chỉ là hình ảnh ẩn dụ về việc chúng ta đang tự tay loại bỏ đi những cơ hội tốt đang đến với mình bằng lối tư duy đóng, dập khuôn trong suốt thời gian dài. Câu chuyện về sự bảo thủ như sau. Có một người thương buôn nọ rất giàu có, nhưng vợ chết sớm và để lại cho ông một đứa con trai. Vì bận rộn việc mua bán ở phương xa, nên ông đành phải nhờ những người trong nhà chăm sóc con mình. Một hôm, bọn cướp ập tới, đốt phá làng, khiến nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy. Biết con trai mình cũng kẹt trong đám cháy, vì thương buôn ấy đã ngất đi. Sau khi hỏa táng xong, ông lấy chút xương tro của đứa con, bỏ vào trong túi gấm, đi đâu ông cũng mang theo bên người, đêm nào cũng lấy ra kể lể than khóc. Bỗng đêm kia, bên ngoài có tiếng đứa bé xưng là con của ông, nhưng ông lại nghĩ đó là ma, hay là bọn con nít trong làng đến chọc phá, nên kiên quyết không mở cửa. Thật ra đứa con của ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng, còn đứa bé bị cháy đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng. Nhưng mãi mãi ông không bao giờ biết được sự thật ấy, khi sự nghi ngờ và cố chấp trong ông đã đóng bít cửa trái tim và đẩy đứa con mình ra đi trong tuyệt vọng. Bài học: chúng ta có thể tức giận về sự ngớ ngẩn của người cha, thế nhưng đừng vội chê bai người bố ấy, vì trong mỗi chúng ta cũng có một phần như thế. Ngẫm lại khi xem cơ hội, may mắn gõ cửa, nhưng bạn đang mãi không chịu mở cửa, bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng. Đó là thái độ cố chấp, bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ. Tác hại của tư duy bảo thủ: có thể thấy những gì chúng ta đang thấy chưa hẳn là đã đúng, mọi thứ đều chỉ có tính tương đối, thì ta phải chấp nhận cái thế tương đối. Đó cũng là lý do tại sao ta chỉ có được hạnh phúc tương đối mà thôi. Tư duy bảo thủ khiến chúng ta có quan niệm chắc chắn về một điều gì đó, trong khi cuộc sống luôn thay đổi mỗi ngày. Dù có khi ta có niềm tin rằng chúng vẫn thế, thực ra chúng đã không còn y nguyên như tất cả những gì ta hiểu về chúng. Một khi bạn tin vào một điều gì đó, bạn bảo vệ nó khỏi mọi sự đe dọa. Bạn làm điều này một cách bản năng và vô thức khi phải đối mặt với những luồng thông tin không nhất quán. Những ý nghĩ bảo thủ sẽ đóng băng khiến bạn muốn chủ động tìm kiếm thông tin. Hiệu ứng phản tác dụng bảo vệ những quan điểm đã có sẵn của bạn khi những thông tin tìm đến với bạn, khi chúng đập vào mắt bạn. Cho nên bám chặt vào hiểu biết của mình mà không dám mở lòng ra để khám phá và học hỏi thêm, tức là ta đã tự đào thải mình ra khỏi sự vận hành tự nhiên của cuộc sống. Từ đó, nảy sinh sự nghi ngờ để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Ta nghi ngờ điều gì thì hầu như ta tin chắc đó là sự thật, không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa. Thậm chí khi được cung cấp những thông tin có cơ sở thì ta cũng cố chấp, không muốn tiếp nhận. Ta biến lời nhắc nhở "nên cẩn thận khi đặt niềm tin" thành câu thần chú bất di bất dịch để che đậy sự sợ hãi, yếu đuối và thiếu trách nhiệm của mình. Thế nên có khi sự thật bày sờ sờ ra đó, thì ta lại chìm đắm trong việc thất vọng tưởng miên man, rồi rơi vào những nhận thức và phán xét sai lệch. Danh ngôn có câu: một trí óc bảo thủ là một trí óc đang chết dần. Có thể thấy, tác hại mà tư tưởng bảo thủ gây ra với mỗi tập thể, mỗi xã hội là rất rõ ràng. Tác hại của tư tưởng bảo thủ sẽ càng lớn khi nó được áp đặt vào người khác, áp đặt vào tập thể. Do đó sẽ rất nguy hại nếu người mang tư tưởng bảo thủ giữ chức vụ cao, nhất là những người giữ vai trò chủ trì, chủ chốt ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Câu chuyện thất bại của Nokia, thương hiệu hơn 150 năm tuổi, đã là bài học lớn cho chúng ta. Họ thường hả hê và càng ngày càng cảm thấy thỏa mãn với chiến thắng của mình, mà không chịu thay đổi theo xu hướng. Họ cho rằng mẫu mã điện thoại trước đây đã khẳng định được vị trí, tìm được chỗ đứng trong khách hàng, nên không cần phải thay đổi nữa, trên cần duy trì mẫu mã cũ, đúng đủ, để sự phát triển được lan tỏa hơn. Thực chất đó chính là biểu hiện của tư tưởng bảo thủ, và hệ quả đã thấy rõ. Chẳng bao lâu, Nokia biến mất hoàn toàn trên thị trường di động, như là một cái kết ai cũng đã biết trước. Hãy không ngừng học hỏi. Từ câu chuyện trên, suy rộng cho chúng ta thấy tính chất nguy hại của tư tưởng bảo thủ đối với sự phát triển của xã hội. Trong bất kể trường hợp nào, bạn bám vào những niềm tin của mình thay vì chất vấn chúng. Khi một ai đó cố sờ bạn, phá tan những quan niệm sai lầm của bạn, hiệu ứng này làm mọi nỗ lực bị đảo lộn và càng khiến cho những điều bạn tin tưởng có vẻ thuyết phục hơn. Hiệu ứng phản tác dụng phần lớn là do sự lười biếng trong tư duy của chúng ta,
Thậm chí ta đơn giản là ưa chuộng những giải thích ta không cần nỗ lực nhiều để hiểu. Trong khi việc dung nạp những thực tế trái chiều với niềm tin và có sẵn thì lại vô cùng mệt mỏi. Chính việc mở lòng ra để học hỏi mới đủ tỉnh táo để phân biệt lợi hại của vấn đề, mới mang bản chất của sự thông minh, và những người có được sự phóng khoáng đó thích ứng nhanh hơn được với môi trường mới. Việc người bảo thủ có bướng bỉnh khiến họ có chấp nhận cái mới và cứ phải sống mãi trong cái kén cũ kỹ mà không biết được những màu sắc sinh động khác, đó cũng là một điều thiệt thòi của họ. Không được học hỏi nhiều kiến thức của thế giới này lại chính là nguyên nhân đang giam hãm tâm hồn họ, không thể mở lòng đón nhận và chia sẻ được những điều mới. Trong khi với cuộc sống, cái mới chính là cái giúp cuộc sống không nhàm chán. Hãy không ngừng tò mò đặt ra câu hỏi và tự mình đi khám phá để tìm được lý do đúng đắn cho riêng mình. Thậm chí với những quan điểm cũ và tự so sánh với kết luận của bản thân, xem có điều gì sai khác, điều gì thú vị, tạo nên sự khác biệt đó. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.